Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Lan Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là dây cam. Dây cam của dòng xe Mitsubishi Jolly. Đây, dây cam xe Mitsubishi Jolly. Đấy thì sản phẩm được trực tiếp Phụ Tùng Mitsubishi Lan Việt nhập khẩu về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì dây cam là một trong những chi tiết vô cùng quan trọng của dòng xe Mitsubishi. Nó là bộ phận truyền chuyển động. Và khi nó đứt thì tất cả những chi tiết động cơ nó hoạt động không đồng bộ nữa. Thì lúc đấy thì nó dẫn đến chúng ta phải hỏng, nó bị gãy vỡ. Nếu mà dây cam bị đứt thì thực sự là chi phí mà chúng ta phải đại tu động cơ thì nó rất là đắt. Đấy. Bởi vì lúc đấy chúng ta sẽ phải làm lại hết, bởi vì nó các cái chi tiết động cơ đang hoạt động với tốc độ cực kỳ nhanh mà nó không đồng bộ với nhau thì dẫn đến bị gãy vỡ bánh răng, và lúc đấy chúng ta phải chi phí sửa chữa rất là lớn. Và mỗi lần chúng ta thay cam và sửa cam này thì cái chi phí khi mà các bạn phải thay cam, phải hạ bộ cam mà để làm bộ cam này nó mất rất nhiều công. Đấy thì thông thường thì các anh em hay thợ để là chọn hàng xịn chính hãng này để thay thế để đảm bảo an toàn và độ bền cho động cơ của dòng xe Mitsubishi Jolly. Đấy thì trong cách các bạn đọc thông số, ví dụ đây là cái này là 123 răng bản 29 này. Các bạn nhìn đây thông số này, dây cam hàng xịn chính hãng nó có thông số ở trên này luôn. Đấy, logo Mitsubishi. Đấy, các bạn nhìn nó rất chuẩn, hàng xịn chính hãng này. Đấy, thì sản phẩm được trực tiếp chúng tôi nhập khẩu từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em gara trong quá trình mà chúng ta sửa chữa và thay thế phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, thì mà các bạn cần phải thay thế thì các bạn vui lòng đến phụ tùng Mitsubishi An Việt, website phụtùngmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn khách hoàn toàn miễn phí. Và mình bổ sung thêm một chút nhá, anh em ở trong Sài Gòn, anh em trong khu vực miền Nam thì hãy gọi đây là dây cam lớn, dây cam to và có dây đối trọng nữa, dây cam nhỏ. Thông thường hai cái dây này các bạn sẽ hay thay cùng với nhau. Đấy thì có một số anh em thì gọi là dây cam lớn, dây cam to. Đấy thì nó mỗi người gọi tên gọi, nhưng đại khái trong về thông số kỹ thuật thì đa phần anh em gọi là dây cam.